đâm trúng chó thả rong, người phụ nữ ngã văng xuống đường. Hả? Đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm trúng chú chó chạy ra trước đầu xe. Cú va chạm xảy ra khiến người phụ nữ trượt ngã xuống đường, chú chó lộn nhiều vòng rồi nhanh chân đứng dậy bỏ chạy. May mắn là người phụ nữ đi xe máy chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận. Đa số người xem đều cho rằng, việc để chó thả rong ngoài đường là vô cùng nguy hiểm. Chó chạy rong ra đường rất nguy hiểm, nhất là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. May mắn là người phụ nữ đi xe máy không sao, quá nguy hiểm, bao nhiêu vụ thế này rồi, là những bình luận được người xem để lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Quân Tin Tức nhé. Xin cảm ơn.